Quay phim mà tạo kiểu chụp hình ở đây xí. Bây giờ là tầm 6 giờ rưỡi. Trời cũng hơi lạnh, nhưng mà cho muốn chở Daisy đi lòng vòng quanh xóm bằng cái xe máy này nè, cho nên sẽ lạnh hơn. Về mặc đồ cho em cho đỡ lạnh. Daisy khoái chí lắm. Ready? We gonna hold on. Hold tight con. Nắm chặt vô nha. Bye bye con. Xin chào mọi người. Bây giờ Thủy chuẩn bị đi làm. Hôm nay Thủy sẽ chia sẻ với mọi người một ngày bình thường trong tuần của Thủy sẽ diễn ra như thế nào. Mời mọi người theo dõi video của Thủy nha. Thủy vừa mới đến chỗ làm. Bây giờ Thủy sẽ bắt đầu một ngày đi làm của mình. Bây giờ Thủy sẽ ăn trưa. Hôm nay Thủy có một lon nước ngọt nhỏ, cơm với lại thịt kho, với lại một vài lát dưa hấu. Thủy có tầm 30 phút để ăn trưa. Cái bộ phận của Thủy thì được giống như là ăn giờ trưa, ăn giờ nào cũng được. Thủy hay chọn mấy cái giờ mà không có ai hết trơn á. Cho nên bây giờ cái khu này chỉ có mình Thủy à. Nếu như mà bạn nào ai mà hút thuốc á, thì họ cũng có khuôn viên ở bên ngoài nữa mọi người. Đây là cái căn tin của chỗ của Thủy làm. Thủy sắp vô làm lại rồi mọi người. Ăn trưa 30 phút và rất là nhanh luôn á. Cái áo này nào hồi trước á, thì chỗ Thủy không có cần phải mặc đâu, nhưng mà bây giờ thì họ bắt mặc, tại vì chỗ Thủy có nhiều cái fork truck á, thì họ mặc như vậy để đi qua đi lại người ta nhìn thấy, giống như là vì an toàn đó mọi người. Bây giờ thì Thủy đang lấy giờ break. Một ngày Thủy làm 10 tiếng thì Thủy sẽ được 2 giờ break, 2 giờ nghỉ giữa giờ, mỗi mỗi lần là được 15 phút. Thủy thì thường sẽ gộp hai cái lại với nhau rồi Thủy lấy cùng một lượt luôn. Thì Thủy sẽ lấy 30 phút một lần luôn. Thì bây giờ Thủy cứ ngồi đây giải lao, nghỉ ngơi một chút rồi đi vô làm lại một xíu rồi đi về.
Tại Thủy thường hay lấy cái giờ này gần giờ ra về lắm. Cái áo khoác này mang quá trời, nó mòn luôn rồi mọi người. Người ta đang lau xè, nó đang hút bụi á, cho nên hơi ồn một xíu. Vậy thôi, có gì gặp lại mọi người khi nào mà Thủy tan ca nha. Giờ Thủy tan ca rồi, bây giờ tụi mình về nhà thôi. Để đến nhà rồi mọi người ơi. Cái ông Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help? If you always fighting yourself, trying to forget how you felt. Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, 'cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be anything that we want. You think if they said it, then they must mean it. So you should feel it, somehow you think that you need it. Others' opinions, to know how you're feeling, to know if you're losing or winning, left behind or within it, if you're sinking or swimming, existing or living. Nothing up. That they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. We could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be anything that we want. We could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be. Can you handle me? If you really want it, better
come get you somebody. Careful what you wish for. Chuẩn bị đi học. Thì cần có thể nó mình hello. Tối hôm qua con ăn cái gì mà nó dính vô tóc con, không có rửa tóc hả? Con ba không có. Hello. Hello. Con mang đây đi đâu? Con mang đây đi đâu đây? A teacher. À, đi gặp cô giáo hả? Hello. Mở cửa đi, nó mới tắt điện. Từ từ con, từ từ. Hello. Rồi, con mở tay. Yeah, rồi mới. Daisy chuẩn bị lên đường đi học thôi nha. Jackson was doing some major writing. Lúc Thủy đưa Daisy đi học quá thì Thủy có đánh một chút son. Bây giờ thì chỉ có tẩy trang cho cái phần môi, rồi dưỡng môi, rồi xong mình đi ngủ thôi. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help? If you always fighting yourself, trying to forget how you felt. Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, 'cause you're way too stuck in your head. How do you think it's. Bây giờ gần 8 giờ sáng. Bây giờ Thủy phải đi ngủ đây. Good night mọi người. À không, good morning mọi người. Good night. Good night Thủy. Gặp mọi người sau nha. Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be. Hôm nay trời khá là ấm u á mọi người. Nhưng mà không có lạnh lắm. Cây cối nó đổi màu hết rồi nè. Nhìn nó buồn quá ha. Mấy cái thời tiết giao mùa này á, không biết có ai giống như Thủy không. Cứ mỗi lần giao mùa là Thủy bị dị ứng. Kiểu mắt, mũi, tai, cổ họng nó cứ bị khó chịu sao á. Thì
Thủy còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đi đón Daisy. Bây giờ Thủy sẽ tranh thủ chuẩn bị mấy cái đồ để nấu ăn á. Rồi tí nữa đón Daisy về là Thủy sẽ nấu ăn luôn. Ly cà phê. Ly cà phê siêu to khổng lồ. Đợi 5 phút nữa là Daisy sẽ ra. Daisy đang theo học trường công giáo á mọi người, trường tư, cho nên không có đi xe buýt của trường công được. Cho nên ngày nào thì cũng đưa và rước Daisy hết. Daisy đi học về. Được. Yeah. Mang cho Daisy một cục sô cô la nhỏ. Candy. I like candy. À. Candy's good. I like it. Ăn xong rồi ngồi vô xe nha con. Mommy, what? What? Halloween, hả? Uh-huh. It's so scary. Oh. Daisy sợ, hả? I like it. Okay. Rồi, bây giờ về nhà nha con. Daisy mới tắm xong. Trời ơi. It's a bottle. Cái này là gì? It's a water bottle. It's a mommy dad. It's a happy birthday mommy dad. Cái này không phải happy birthday con, cái này là wedding. It's a cake, a drink. It's a prize. Cool be mommy. Oh, wow! It's my mommy. Yeah. It's about mommy. Oh, mommy với ai vậy? Take a picture. Take a picture. Mommy, take a picture. Okay. Yo, yo. 1, 2, 3, cheese. Mommy không thấy mặt Daisy đâu hết á. Where Daisy face? Okay. Smiling, 1, 2, 3. Ok. Vẫn còn nóng á nha, thổi thổi rồi ăn, ok? Ok. Oh no. Ăn đàng hoàng con. Rồi được rồi, ăn đàng hoàng. Pasta with the chicken and green pepper and red pepper. Mm.
xong mà bây giờ mới có thời gian ôm ba. You ready to ride a bike? Yeah. Yeah. I never have it. Oh, you ready to ride a bike? Ghê quá Daisy. Papa, her hair kind of dry, so you can comb her hair. Oh, I need to comb your hair? Do I need to comb your hair? No? Chải đầu đi con. Bây giờ thầy sẽ chuẩn bị để đi làm. Let me go walk. Bye bye Daisy. Oh, khám bệnh cho cún à? We planted potatoes, garden, some fruit trees. What's that? The potatoes, some flowers, right? That's too much. Huh? Too much potato. Oh. Eat too much potato? Yeah. You got a stomachache. Ah. I get sick. Ah. So, baby shark's helping them out. Ah. And Daisy's pumping stomach out. Have fun with Papa, okay? Bye. Bye bye, Daisy. Love you. Kiss mommy, cái được không? Daisy, kiss mommy được không? Cái được không? Gì vậy? Kiss mommy cái, mommy đi nè, nhanh lên. Trời ơi, mommy kiss Daisy cái được không? Ok, bye bye. See you when you get home. Ok. Bye. Để xin khám bệnh cho it's cho con. Hot. Hả? It's very hot. Oh. It's very hot. Oh. Like this.